Ngày 27 tháng 11 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 9 đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ngân hàng Agribank chi nhánh 9 để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Theo thỏa thuận, Agribank chi nhánh 9 sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 9 để có hỗ trợ, tùy trường hợp cụ thể, nâng cao phúc lợi lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn quận, đồng thời triển khai đến công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận 9 về việc mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm, sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại Agribank chi nhánh 9 để người lao động tìm hiểu lựa chọn tham gia. Hiện tại, Liên đoàn Lao động quận 9 đang quản lý 438 công đoàn cơ sở với trên 15.600 đoàn viên. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động quận đã đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các ngành chức năng, nắm bắt tình hình, hỗ trợ kịp thời cho công đoàn cơ sở chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động.